phê nha. Rồi em xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có thanh lý đến quý vị một bộ lô D, DF5. Bộ này thì để kho rất là lâu nha quý vị, để kho rất là lâu. Những cái đường keo dán như thế này nó còn ha. Và phía sau này nói chung là nó cũng hơi cũ rồi, để kho lâu, để phía sau hơi cũ tí xíu rồi ha. Thì nó vỏ thì nó vậy quý vị. Và quan trọng là cái mặt của nó còn rất là đẹp nha quý vị. Mặt của nó hầu như là xuất sắc luôn, xuất sắc luôn, rất là đẹp ha. Thì cái thớt CD này thì em báo luôn như vậy, thớt CD này thì để đĩa vào bấm ga vô bình thường, mà để đĩa vào thì nó không độc ha, thì anh em về tự xử. Còn cái thớt này, thớt AM FM á, thì đối với dòng này thì FM á là 90, cho nên là để co thôi. Còn quan trọng nhất là cái thớt lọc và thớt âm ly là nó hoạt động hoàn hảo hết nha quý vị. Tất cả các cái chức năng chỉnh cần đều là hoàn hảo hết ha. Đó, ngon lành và chỉnh rất là phê luôn. Đó, các chọn các ngõ vào nào về tuner tab tab CD này ha. Rồi cái tab ở dưới á, thì bấm nó lên cọc 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 kia đó quý, nó kẹt gì trong đó. Thì cái này, cái bộ vàng này HAF5 này thì nó còn đôi loa nữa nha quý vị. Cái này em thanh lý cái cục vàng thôi, cái cục vàng này thôi, thanh lý giá chỉ có 1 triệu. Hôm nay em giảm luôn ha, giá nói chung là thanh lý cho quý vị mà giá cực rẻ luôn, giá chỉ có 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu em bao ship, quý vị chuyển khoản đủ ha, make in Japan hết quý vị. Đó, cái cục lọc và cái cục amply là hoàn hảo hết nha. Đó, còn mấy kia thì quý vị decor thôi. Đó, thanh lý nhanh luôn. Cái bộ này thì nếu mà cả bộ thì anh em mua tầm 7-8 triệu quý vị. Đó, này dàn đại ha. Nó rất là cao quý vị. Tổng kích thước của cái dàn này là nó gần nó khoảng là 55 ha, 55. Size chiều ngang, size chiều ngang là khoảng 38 quý vị, 38 nha. Đó, dàn lớn ha. Đánh rất khỏe luôn quý vị, đánh rất khỏe luôn ha. Em này đánh rất khỏe luôn. Âm ly là tới 110W luôn ha, 110W. Đánh rất khỏe. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.